Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trải nghiệm thức tỉnh tâm linh có thể biến đổi mạnh mẽ cách chúng ta nhìn nhận bản thân và thế giới. Nhưng làm thế nào để chúng ta tích hợp trải nghiệm này vào cuộc sống hàng ngày của mình? Một khoảnh khắc lớn đã thay đổi sâu sắc cách bạn nhìn nhận về bản thân, cuộc sống và thế giới. Trải nghiệm tâm linh có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển, nhưng một khi chúng ta từ bỏ chúng, có thể là một thách thức để tìm ra cách hòa nhập chúng vào cuộc sống của chúng ta một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ toàn bộ giá trị mà trải nghiệm mang lại cho chúng ta. Nó có thể làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta, cản trở các mối quan hệ, hoặc để lại cho chúng ta cảm giác không hài lòng với những gì mà chúng ta xem là trần tục. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ về quy trình từng bước mà các bạn có thể thực hiện để chuyển những trải nghiệm tâm linh thành thực tế trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Quốc Anh cũng hướng dẫn cách tránh một số 7 bản ngã thường xuất hiện sau những khoảnh khắc thức tỉnh. Những chiếc bẫy này có thể tạo cảm giác như chúng đang củng cố sự phát triển tâm linh của bạn, trong khi thực tế chúng đang cản trở nó. Khi chúng ta chiêm nghiệm một trải nghiệm tâm linh với ý định thu lượm trí tuệ của nó và thể hiện sự khôn ngoan đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trao quyền cho sự biến đổi thực sự. Trải nghiệm thức tỉnh tâm linh là bất kỳ trải nghiệm nào giúp chúng ta mở mắt ra bản chất tinh thần của chúng ta, tiết lộ ảo tưởng về các mẫu bản ngã của chúng ta, hoặc kết nối chúng ta với bản ngã cao hơn một cách sâu sắc. Nó nâng chúng ta ra khỏi sự đơn điệu hàng ngày và cho chúng ta thấy một bức tranh lớn hơn. Bức tranh mà chúng ta là một phần và chúng ta có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự thức tỉnh tâm linh có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau. Trong thiền định, khi chúng ta cầu nguyện, có những chiêm nghiệm về tâm linh, chúng ta đọc một quyển sách về tâm linh. Trong yoga, đặc biệt là với sự thức tỉnh, luân xa hoặc kundalini, chúng ta tham gia vào một khóa tu tâm linh, một hội thảo hoặc một sự kiện về tâm linh. Chúng ta có trải nghiệm cận kề cái chết, một trải nghiệm ảo giác, một giấc mơ mạnh mẽ. Bất kể trải nghiệm thức tỉnh tâm linh xảy ra như thế nào hoặc ở đâu, mọi người có xu hướng biết khi nào họ đã có trải nghiệm này. Có một sự khác biệt rõ rệt trong nhận thức, một cảm giác nhận thức cao hơn không thể bỏ qua. Thế giới đột nhiên trông khác, bạn đột nhiên cảm thấy khác lạ. Nó hiếm khi xảy ra trong những thói quen bình thường trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì nó là một chuyện phi thường. Và đây chính là lý do tại sao có thể khó hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sau một trải nghiệm tâm linh, thông thường bạn sẽ có cảm giác bừng sáng sau đó, bởi vì chúng ta vừa bị đánh bật khỏi nhận thức thông thường của mình. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sức nặng của những mối quan tâm hàng ngày của chúng ta đã được nâng lên, và điều này tiếp thêm sinh lực cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy thăng hoa, tích cực, hạnh phúc và bình an. Và với cái nhìn sâu sắc mới của mình, chúng ta cảm thấy tinh thần minh mẫn. Cuộc sống và vũ trụ của chúng ta đã kết hợp lại với nhau theo một trật tự hoàn hảo. Chúng ta có cảm giác rằng tất cả đột nhiên có ý nghĩa, ngay cả khi chúng ta không thể diễn đạt thành lời. Trên thực tế, một trong những cái bẫy của bản ngã mà chúng ta sẽ khám phá sau đây là kỳ vọng rằng
Đây phải là thực tế hàng ngày của chúng ta. Mặc dù tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời này giúp chúng ta tự nhiên muốn nắm lấy sự phát triển về mặt tâm linh, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải chống lại sự thôi thúc bám lấy nó. Nếu chúng ta nhầm cảm giác tốt đẹp đó là toàn bộ của sự thức tỉnh của chúng ta đã tự tạo cho mình sự thất vọng. Vì ánh sáng sau đó sẽ mờ dần. Không có gì phải tránh điều đó. Sức hấp dẫn của cuộc sống hàng ngày sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể đắm mình trong ánh sáng rực rỡ và tận hưởng trọn vẹn nó. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta cần đào sâu hơn vào trải nghiệm thức tỉnh tinh thần của mình để tìm thấy sự thông tuệ mà nó đang cung cấp cho chúng ta. Và làm thế nào chúng ta có thể áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình theo cách giúp chúng ta phù hợp với nó, ngay cả giữa những thăng trầm không thể tránh khỏi của cuộc sống. Và sau đây là các bước để tích hợp trải nghiệm thức tỉnh tâm linh của bạn. Trải nghiệm thức tỉnh tinh thần thường không diễn ra trong phạm vi trí óc logic của chúng ta. Thay vào đó, chúng có xu hướng phá vỡ logic của chúng ta và đẩy chúng ta vào hoàn cảnh ít quen thuộc hơn, nơi tri thức được cảm nhận thay vì qua lời nói. Trên thực tế, khoảnh khắc chúng ta cố gắng mô tả nó bằng từ ngữ, chúng ta có thể cảm thấy như đang mất liên lạc với chính trải nghiệm tâm linh. Sau khi trải nghiệm đã qua và ánh sáng hào quang bắt đầu mờ đi, điều quan trọng là chúng ta phải dịch những gì đã xảy ra sang ngôn ngữ chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần xử lý nó bằng óc logic của mình nếu chúng ta muốn nó thúc đẩy sự phát triển lâu dài. Nếu không, nó có thể trôi tuột khỏi chúng ta, chỉ trở thành ký ức thoáng qua. Chúng ta sẽ tự hỏi liệu nó có thật không, hay nó có ý nghĩa như chúng ta nghĩ không? Vì vậy, bạn có thể hòa nhập sự thức tỉnh vào cuộc sống của mình theo cách giúp bạn có thể thực sự thay đổi nhờ nó. Bước đầu tiên là chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình điều gì nổi bật nhất đối với bạn về trải nghiệm của bạn. Không cần phải phân tích ở đây, chỉ cần thừa nhận những gì nảy ra trong tâm trí bạn theo bản năng. Hãy để trực giác và nhận thức cao hơn hướng dẫn bạn. Có thể đó là hình ảnh trực quan hoặc cảm giác cơ thể. Có thể đó là một kiến thức chung hoặc một cái nhìn sâu sắc. Dù đó là gì, một khi bạn đã xác định được nó, hãy gói gọn nó trong một vài từ. Tiếp theo, hãy xem xét cách bạn có thể liên hệ những gì bạn nhận thấy ở bước 1 với cuộc sống hàng ngày của bạn. Bước này cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Về cơ bản, những gì bạn đang cố gắng làm ở đây là tạo ra mối liên hệ giữa những gì bạn đã trải qua trong trạng thái nhận thức cao và những gì bạn trải nghiệm trong cuộc sống bình thường của mình. Ví dụ, nếu điều nổi bật với bạn về trải nghiệm của bạn là cảm giác được kết nối sâu sắc với mọi sinh vật, bạn có thể cân nhắc mức độ kết nối hoặc mất kết nối mà bạn cảm thấy với người khác hàng ngày. Thứ ba, hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về mối tương quan mà bạn vừa có ở bước 2. Đào sâu, bạn có thể học được gì? Những hình mẫu nào hiện diện trong cuộc sống của bạn mà kinh nghiệm thức tỉnh tâm linh của bạn có thể làm sáng tỏ? Bạn có thể làm gì với nó? Đánh giá những gì đang cản trở bạn cảm thấy kết nối hơn với những người trong cuộc sống của mình, hoặc điều gì khiến bạn không thể kết nối với nhiều người hơn. Khi bạn đã có được một số thông tin chi tiết, hãy biến nó thành một phần thông thái của bạn có thể mang theo bên mình. Trong một hoặc hai câu, hãy tóm tắt sự khôn ngoan này: tất cả chúng ta đều là một phần của một vũ trụ này, giống như các tế bào tạo thành một cơ thể. Xu hướng đánh giá mọi người của tôi khiến tôi không thấy được sự liên kết này. Cuối cùng, hãy xem xét cách bạn
có thể thể hiện sự khôn ngoan này. Có nghĩa là làm thế nào bạn có thể đưa nó vào thực tế trong cuộc sống của bạn. Đây là nơi công việc và sự chuyển đổi thực sự bắt đầu. Khi thời gian trôi qua và trải nghiệm thức tỉnh tâm linh của bạn mất dần, điều này là thứ giữ cho nó tồn tại trong bạn. Những thực hành nào có thể hỗ trợ ý định sống phù hợp với trí tuệ mới của bạn? Làm thế nào bạn sẽ thách thức bản thân mình làm những điều khác biệt thay vì sống theo thói quen cũ? Trí tuệ thu được xung quanh sự kết nối có thể được thể hiện thông qua các thực hành từ bi. Nó có thể bắt đầu đơn giản là cố gắng mỉm cười và nói chuyện với người lạ thường xuyên hơn. Dù bạn chọn làm gì, thì điểm mấu chốt là bạn đã giành được một khoảnh khắc lớn lao về mặt tinh thần và chuyển nó thành những hành động hiện thực trong thế giới thực tế của trải nghiệm hàng ngày của bạn. Bạn đã tạo nền tảng cho sự huyền bí trong lĩnh vực hữu hình. Có nghĩa là bạn đã cho phép mình được biến đổi một cách có ý nghĩa bởi nó. Đây là sự tích hợp. Tích hợp trải nghiệm thức tỉnh tâm linh giúp chúng ta mở ra những món quà của nó và áp dụng chúng một cách có ý nghĩa vào cuộc sống của chúng ta. Và sau đây là những cái bẫy cần tránh sau khi bạn thức tỉnh tâm linh. Mức độ cao của trải nghiệm thức tỉnh tâm linh có thể làm nảy sinh một số bẫy bản ngã. Nếu chúng ta chân thành tận tâm với hành trình tìm kiếm chân lý tâm linh, chúng ta sẽ học được bất kỳ bài học nào chúng ta cần trên con đường này. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta cần phải điều chỉnh mình như thế nào và cuối cùng là chuyển hướng. Sau đây, Quốc Anh chia sẻ với tất cả các bạn ba cái bẫy phổ biến trong hành trình thức tỉnh tâm linh của chúng ta. Đầu tiên, giác ngộ có nghĩa là cực lạc. Với cái bẫy này, có một giả định rằng một khi chúng ta đã có trải nghiệm thức tỉnh tâm linh, chúng ta sẽ trôi qua cuộc đời với cảm giác hạnh phúc mãi mãi. Bởi vì giờ đây, chúng ta đã có câu trả lời. Bằng cách nào đó, chúng ta đã miễn nhiễm với những thăng trầm không thể tránh khỏi của cuộc sống. Sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra sự ngụy biện ở đây. Một cái gì đó, thậm chí có thể là một loạt thứ, sẽ đến để khuấy động sự bình yên trong nội tâm của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta có thể vượt lên khỏi sự bế tắc trong một thời gian, cuối cùng chúng ta sẽ phản ứng theo cách khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về sự thức tỉnh của mình. Và đây là thách thức thực sự được đặt ra bởi cái bẫy này. Chúng ta có thể bắt đầu nghi ngờ về trải nghiệm của mình. Nó có thực sự mạnh mẽ như chúng ta nghĩ? Có ích gì nếu chúng ta không thể nắm giữ nó? Nếu nó có thể bị lấy đi khỏi chúng ta một cách dễ dàng? Hoặc chúng ta tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm có thể tái tạo cảm giác hạnh phúc ban đầu của chúng ta, khi chúng ta không thể truy cập lại nó hoặc thường xuyên như chúng ta muốn, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta xuất hiện từ trải nghiệm thức tỉnh của mình dựa trên sự hiểu biết rằng giác ngộ là một quá trình liên tục hàng ngày, chúng ta không mong đợi hạnh phúc, chúng ta chấp nhận rằng cuộc sống sẽ thử thách chúng ta và toàn bộ điểm của sự trưởng thành về mặt tinh thần của chúng ta là học cách khéo léo vượt qua những thách thức đó. Thay vì theo đuổi hạnh phúc, chúng ta tìm cách trau dồi nội tâm của mình theo cách để phúc lạc tự nhiên trở nên dễ tiếp cận hơn. Mục tiêu không phải là đạt được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sẽ phát sinh dễ dàng hơn. Cái bẫy thứ hai, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy câu trả lời tốt nhất. Cái bẫy bản ngã này xuất phát từ quan điểm sống ích kỷ cao đối với những gì chúng ta đã trải qua. Bất kỳ điều gì dẫn đến trải nghiệm thức tỉnh tâm linh của chúng ta, cái bẫy này có thể trông rất hoành tráng khi nói thẳng ra con đường của chúng ta là con đường duy nhất. Điều này có thể gây rạn nứt trong các mối quan hệ của chúng ta và cắt đứt chúng ta với những người đã tìm ra một con đường khác.
hoặc nó có thể tinh vi như âm thầm làm mất uy tín trải nghiệm của người khác. Tuy nhiên, điều đó cho thấy chúng ta có cảm giác rằng cách của chúng ta là cách tốt nhất hoặc duy nhất để tìm thấy sự giác ngộ. Khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào giá trị của sự thức tỉnh tâm linh của chính mình, chúng ta không cần bất kỳ ai khác xác nhận nó. Chúng ta có thể chia sẻ những gì chúng ta đã đạt được, chỉ đơn giản là một lời đề nghị mà những người khác có thể tự do nhận hoặc từ chối. Và sau khi trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ của sự trưởng thành tâm linh của chính mình, chúng ta có thể tôn vinh quá trình đó đang diễn ra ở những người khác. Chúng ta có thể vui mừng vì sự phát triển của chúng. Cái bẫy thứ ba, chúng ta tin rằng thức tỉnh là một điểm đến thay vì một con đường. Cái bẫy này tương tự như cái đầu tiên liên quan đến phúc lạc. Tuy nhiên, thay vì liên quan đến một cảm giác, nó xoay quanh cảm giác về danh tính của chúng ta. Sau trải nghiệm thức tỉnh tâm linh, có thể cảm thấy như chúng ta đã đến nơi. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ, và niềm tin này trở thành một phần trong cách chúng ta định nghĩa về bản thân. Có thể có cảm giác hoàn thành quá trình trưởng thành của chúng ta. Đó là điều khiến cái bẫy bản ngã này trở nên đặc biệt khó khăn. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã học được tất cả những gì cần học, chúng ta ngừng nhìn vào bản thân và thế giới với ý định phát triển và nhìn rõ hơn. Sự cứng nhắc có thể khiến chúng ta không thể tiếp cận với những quan điểm, hiểu biết và bài học mới. Đây là một bài kiểm tra để xem liệu nhiệm vụ của bạn trong cuộc sống này đã hoàn thành hay chưa. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta vẫn khiêm tốn đối với quá trình tiếp tục sàng lọc của mình. Với sự khiêm tốn này, những điều tốt đẹp sẽ đến. Trải nghiệm thức tỉnh tâm linh có thể thúc đẩy chúng ta tiến lên trên hành trình tâm linh của mình. Đó là một món quà từ vũ trụ. Nhưng để nhận được đầy đủ món quà, chúng ta phải mở nó ra. Và để thu được nhiều lợi ích nhất từ nó, chúng ta phải tích cực sử dụng nó. Đó là những gì mà quá trình tích hợp mang lại cho chúng ta. Nó giúp chúng ta mở và sử dụng hiệu quả món quà của mình. Quốc Anh cầu chúc cho các bạn hạnh phúc dồi dào trên hành trình tâm linh của mình, cũng như sự khôn ngoan không ngừng mở ra, giúp làm phong phú mục đích cuộc sống của các bạn và bộc lộ viên ngọc quý trong tâm hồn các bạn hàng ngày. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những nguồn thông tin hữu ích và năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn cũng có thể like fanpage của kênh Twin Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh ở đó. Ngoài ra, các bạn có thể gửi mail về hộp thư saohealing777@gmail.com. Các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện mối quan hệ linh hồn song sinh của các bạn và hành trình thức tỉnh tâm linh của các bạn và những gì khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh rất trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.